để cho anh giúp đi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mày nghĩ sao không phải nhờ giúp đỡ cho không hả? Hôm nay chúng ta sẽ xem 5 tập phim ha. 5 tập phim đã dựng hoàn thiện rồi. Tiền của tao, tao muốn làm gì tao làm. Không bạc với anh quan trọng như vậy sao? Đúng. Còn hơn á là mất mặt với cả họ nhà mày. Hả? Gì? Cô cạnh khóe ai? Buồn nè. À, hay là cô hối tiếc không ở lại xưởng để mà gần cái thằng Lanh khốn nạn kia. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ. Lục Lan, mẹ đừng bỏ con đi đâu mà mẹ. Đứng đây. Lục Lan. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Đúng là con bất hiếu mà. Cái này là cơm cho người hay cho chó ăn? Thịt đâu? Cá đâu? Cô nghĩ sao vậy? Hả? Cô nghĩ sao mà dòng họ nhà cô dám đánh con tôi? Cô đền tiền thù với con tôi đi. Kêu cả dòng họ nhà cô ha? Kêu anh chị em nhà cô, bà con, chú bác, rồi cô đền tiền thù cho con tôi. Nhanh lên! Nhanh lên! Nhanh lên! Mày nghĩ sao? Phải nhà mà cứ đánh con trai tao hả? Mẹ, con thương mẹ mà mẹ. Sao mà có hòa về kia? Xe ô tô này là của ba mẹ Lục Lạc hả? Chú ba! Trời đất! Long, xe xịn dữ ha. Trời ơi, xịn gì thu xe này đáng bèo hả? Chưa tới 1 tỷ. Bây giờ nè, chưa tới đâu. Chưa lái thoải mái. Giỡn hoài mày. Thôi 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 thôi. Ở dưới quê tao lái máy cài cho chắc cú hơn. Trời ơi! Thôi chết tôi. Chạy xe tôi rồi. Sao? Cầm cục đá như này luôn hả? Có làm cái gì vậy? Hả? Con nít mà cái gì đâu, nó giỡn chơi thôi mà. Trời ơi, chú có biết chiếc xe này là bao nhiêu tiền không? Ông có định hỏi cái tiền thuê xe của tôi không? Cái gì? Thuê xe. Nè, em cầm cái này khâu lại đi. Chứ chỗ đó bung ra thì anh chịu không có nổi đâu. Cảm ơn anh. Ý anh nói là không chịu nổi trách nhiệm. Nè, em có biết khâu không? Để em giúp. Dạ, tụi em làm được. Cảm ơn. Trời ơi á, để cho anh giúp đi. Bà Cốc ơi, bà Cốc. Bà Cốc, lẹ lên thiếu tay. Bà vô đây. Bà vô đây, bà giải thích cho nó nghe coi. Mỗi ngày tôi thương con Lục Lạc cỡ nào. Mà nghĩ sao á, nó nở lòng nào, nó vu khống cho tôi. Là để cho con Lục Lạc bị bắt cóc. Để cho quỵt tiền trong cháu của tôi bà coi á. Đúng á con. Từ ngày mà vợ chồng con lên thành phố hả, là Lục Lạc ở nhà không có bị bỏ đói bữa nào hết á. Mẹ con á mua mì chất đầy nhà đó. Mẹ nó đói lúc nào nó chế lúc mấy luôn á con. Rồi nó chế ngon lành luôn á. Lẹ. Đó đó đó. Quê chưa? Bởi vì không có đi xe nên lúc nào cũng vậy cân đáo à. Nè, đến Sài Gòn đi. Tôi sẽ cho bà đi xe thôi, bà biết cái cảnh. Chị cảm thấy là cái phim này đánh vào cái tâm lý của những người phụ nữ như chị rất là kiểu bị ám ảnh á. Nó kiểu như là rất là nhiều cảm xúc luôn. Nó đang dẫn mình tới một cái câu chuyện vui, nhưng mà sau đó thì lại làm cho mình cái mood của mình xuống liền luôn. Trời, chân khóc quá trời luôn mọi người. Mình thì cũng đã làm rất là nhiều dự án về những cái bộ phim truyền hình, nhưng đây là một cái thể chuyện rất mới. Phim về digital thì nó khác phim truyền hình rất là nhiều. Truyền hình thì thời gian nó nhiều thì cái câu chuyện nó dàn trải, nhưng mà phim bên dạng cái thể loại phim mới này của mình á thì mọi thứ á nó đều nhanh, nhịp nó nhanh và dồn dập, nhưng mà bù lại sẽ đẩy cái cao trào với cảm xúc khán giả liên tục. Phim này nó có cái là nó kể về cái câu chuyện của thân phận của phụ nữ từ đầu đến cuối, nhưng mà nó rất là nhiều hành vi này, có rất là nhiều phụ nữ người ta sẽ đồng cảm được. Thì cái điểm nhấn lớn nhất ở cái phim này là
nó là cái sự đấu tranh của phụ nữ với những cái áp bức bất công. Thứ hai là cái nó kể về câu chuyện tình cảm mẹ con. Cho nên là cái phim này, khi mà những phim hay là cách bài dàn dựng của anh luôn luôn đánh vào cái yếu tố gọi là cảm xúc. Ví dụ như khi xem bộ phim này thì có một số ba mẹ đang để con mình ở dưới quê đúng không? Thì biết không được họ sẽ có một cảm nhận và họ sẽ mong muốn là đón con mình ở cùng. Tại vì con cái ở với ba mẹ nó vẫn là cái điều tốt nhất. Để biết được nội dung của bộ phim là lôi cuốn như thế nào, các bạn hãy cùng đón xem. Mẹ cũng còn chữa lành. Thật ra sao mình có thù chưa? Không nói quá trời từ đấy giờ thì không thù nào.